Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng luôn luôn mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin nghệ sĩ. Không may té gãy ghế, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bị cả đoàn phim cười chọc quê. Sự cố xảy ra khi nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đang ghi hình. Khoảnh khắc chiếc ghế kêu rắc rắc và rãi vì mất cân bằng trọng lượng khiến cho nữ nghệ sĩ chỉ biết ngồi cười chửi quê. May mắn là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không bị thương sau cú ngã. Đang mải mê làm ảo thuật, lè diễn viên nhí trong các cảnh quay gia đình hòa thuận lên sóng VTV9 từ ngày 16 tháng 3 thì chiếc ghế của nghệ sĩ Hồng Vân ngồi bỗng bất ngờ gãy. Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân gặp sự cố với chiếc ghế lúc đang ngồi. Trước đó cô cũng từng bị ca té khi tập kịch tại nhà Thúy Nga. Tương tự lần trước, dù mọi người nhanh chóng tới hỏi thăm và đỡ nữ như nghệ sĩ lên, nhưng mà cô cảm thấy rất là ái ngại và không nhịn được cười. Đặc biệt là chàng rể Thuận, Huy Khánh chính là người khiến cho Hồng Vân ngượng đỏ mặt vì màn cười lố. Nam diễn viên vừa cười vừa nhảy phấn khích từ bếp ra ngoài phòng khách nhằm chọc quê tiền bối. Bên cạnh đó, anh còn khẳng định rằng không phải tại cái ghế đâu, tại chị Hồng Vân đó. Chiếc ghế đó nguyên đoàn phim quay, không sao mà chị quay gãy chiếc ghế luôn. Không dừng lại ở đó, gặp bất kỳ diễn viên nào không có mặt ngày hôm đó Hồng Vân té thì Huy Khánh cũng nhiệt tình mà tường thuật. Thậm chí là luôn ngày hôm sau, anh còn xúi Nam Thư phỏng vấn lại để chọc nữ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Luôn miệng gọi Hồng Vân là idol thần tượng, nhưng cuối cùng Nam Thư cũng làm theo lời gợi ý của đàn anh. Với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, kiều nữ lang hai thắc mắc hỏi tiền bối. Chiếc ghế hôm qua chị ngồi bị làm sao vậy? Thiết kế cứ nói chị phải cẩn thận. Nhận lại cái lắc đầu im lặng, Nam Thư tiếp tục tấn công. Idol, hôm qua idol có quay ở đây đúng không? Sao bị gãy ghế vậy idol? Sao chiếc ghế nó hư? Idol có bị sao không idol? Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Nam Thư, cuối cùng thì Hồng Vân cũng ngượng ngùng đáp. Tại chiếc ghế nó hư, đồ dởm nên hư, gãy luôn. Thì tại ngồi đó, nhà người ra, nó gãy luôn. Sau khi gãy xuống, Huy Khánh nó cười to nhất, tưởng đứt dây thần kinh luôn đó. Nữ nghệ sĩ cho rằng may mắn Huy Khánh chỉ là con rể của bà Nhất, chứ là con rể thật của Hồng Vân, thì nó sẽ có chuyện lớn xảy ra. Gia đình Hòa Thuận là bộ phim đầu tiên mà Ngọc Lan tham gia sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để ổn định cuộc sống và chăm sóc con sau ly hôn Thanh Bình. Cô nói, 6 tháng vừa qua, Lan đã có sự chuẩn bị cho con về tinh thần lẫn thể chất. Mình đã có kế hoạch cụ thể và làm việc tư tưởng với con nên mọi chuyện cũng đơn giản hơn. Quen với cảm giác bên con nên mới đi làm, Lan rất nhớ và thường xuyên gọi điện về nhà cho con. Lan may mắn và tìm được người vú thương và chăm sóc Lost rất tốt. Đặc biệt trong thời gian bấm máy sitcom gia đình Hòa Thuận, vú nuôi cũng đưa Lót lên thăm mẹ Ngọc Lan và các thành viên trong đoạn phim. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.